lính trinh sát. Khi sao đã cài trên ve áo, tác giả Nguyên Xanh, số 7. Theo cánh quân tiểu đoàn 1 tôi hành quân băng rừng xuống Tây Nam, hướng về lộ 7 công bông tràm. Trời đã về chiều. Trên đường hành quân, lúc ra gần đến Tam Bơ thì rừng chân giải lao. Trong rừng u tối có những cây mai rừng đã nở hoa, khoe sắc vàng rực rỡ. Trong khi mọi người tranh thủ dựa lưng vào ba lô để lấy sức, tôi đã bắt gặp Dũng Huế ngắm nhìn những cánh mai đã nở rồi lắc đầu thở dài không nói gì. Tôi hiểu tâm trạng của nó vì chúng tôi là bạn thân từ ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Tâm trạng của tôi cũng bối rối có gì hơn nó đâu. Khi thấy mai là Tết đã sắp đến rồi. Mà giờ này chúng tôi vẫn đang nổi trôi với thân phận trinh nhân hồ hải. Vậy mà nàng Xuân lại lả lạ lơi đến với muôn loài. Làm tôi chợt nhớ khi chuẩn bị đón những ngày Tết đến, mỗi độ xuân về, tâm hồn mỗi người đều cảm nhận thấy sự rộn ràng trong cái không gian đoàn tụ. Ngày cuối năm, khi chiều xuống, chiếc Jeep Ma Hai vừa đỗ trước sân nhà là anh em chúng tôi ảo ra tiếu tích đón ba đã về. Trong mùi hương trên bàn thờ ông bà lan tỏa sự ấm êm và hạnh phúc quây quần. Lần nào má tôi cũng nhờ chú hạ sĩ nhất ngộ đã lái xe cho ba tôi 7 năm ở lại dùng cơm. Nhưng chú ấy luôn từ chối để kịp về với vợ con bên gia đình. Giờ đây, chúng tôi, những người lính mới 18 đôi mươi, nơi biên xa, đợi lúc nào thôi khói lửa, thì Xuân hãy đến với lính, bởi chúng tôi vẫn còn đi hoài khi hai vai còn nặng nghĩa nước, nợ nhà. Mà Tết đến thì có gì vui đâu. Ở đây, lính không có xuân hạ thu đông ngoài nhiệm vụ hành quân với đêm ngày và mưa nắng ở đây những chiến binh chúng tôi cũng có bao ước mơ dâng tràn có anh lính tay ngắt một cành mai mà trong lòng buồn ngẩn ngơ khi xuân mới lại về cho lòng thương mến ai nhiều mong sao đất nước bình yên để cho những ước muốn không còn là mãi trong mơ xuân đi xuân đến rồi xuân lại về để ai đó trên đường đi lễ xuân khi chúng tôi vẫn nhịp bước quân hành vì tình quê hương một năm đã qua rồi đó lòng thấy bâng khuâng tôi nhặt cánh mai vàng nơi này để gửi tặng cho ai đây về đến thị trấn Krong nơi đặt chỉ huy sở trung đoàn 732 tiểu đoàn 1 được lệnh đi tiếp trở lên hướng bắc 15 km vào Krauchema tiểu đoàn 2 đứng chân tại Cô Pông tiểu đoàn 3 trú tại Đam Bơ. Thời gian mấy hôm quanh quẩn ở khu vực Rau Chơ Ma chỉ là những cuộc tuần tra nhỏ lẻ cấp trung đội với tầm hoạt động bán kính không quá 10 km, cặp theo sông Mê Công hoặc đi xuống phía nam với rừng cao su bạt ngàn. Trong thời điểm này, bộ chỉ huy sư đoàn 303 cùng với hai trung đoàn 731 và 733 đã sang hoạt động phía bờ Tây sông Mê chỉ còn lại trung đoàn 732 ở lại bờ Đông Mê Công. Lệnh của trung đoàn qua hệ thống liên lạc vô tuyến truyền xuống ba tiểu đoàn bộ binh và các đại đội trợ chiến phải tập trung ở lộ 7 lúc 4 giờ sáng để hành quân cơ giới vượt sông Mê Công với nhiệm vụ chi viện và giải vây cho trung đoàn 733 đang bị quân của sư đoàn 603 quân Cốt bao vây bên bờ Tây. 7 giờ sáng, tiểu đoàn 1 chúng tôi đã có mặt tại bến phà Công công Tràm. Trong lúc chờ phà, tôi nhìn thấy những chuyến phà do công binh quân khu 7 đảm nhiệm đưa những chiếc xe zin từ bờ Tây sang. Trên những chiếc xe sơn màu xanh da trời ấy là những bao ni lông trong suốt Bên trong là những đồng đội của tôi Được bọc vải trắng Các anh là những chiến sĩ Của quân đoàn 3 Đã vì nước quên thân Được đưa về từ Xêm Riệp Và Bát Tâm Băng Họ đang trên cuộc hành trình Về quê mẹ những con zin 130 đang từ từ rời bến phà của công binh, hai bánh trước của xe cố leo qua những bậc tiếp nối giữa con phà và bến đỗ, nghiêng qua ngã lại, thật êm như mong sao không làm các anh thức giấc. Tôi không phải nhà văn hay nhà thơ để có nhiều cảm xúc, tôi chỉ là một thằng lính bộ binh thôi mà cứ thấy trong tim xúc động bồi hồi, dù tôi biết rằng quy luật của chiến tranh là vậy đó trước cảnh sinh ly tử biệt này dù tôi hay các đồng đội của tôi trên khắp mặt trận làm sao mà không có giây phút bâng khuâng để rồi chính chúng tôi là những người kiến tạo hòa bình ra khỏi khu vực bến phà công Bông tràm đoàn xe đưa các anh theo lộ bảy về hướng biên giới việt miên tôi nhìn với theo sau đám bụi mù thầm nghĩ tổ quốc ghi công và anh hùng tử nhưng chí hùng bất tử là các anh đó. Hôm nay tôi và đồng đội tiếp tục băng mình vào lửa đạn. Tiểu đoàn 1 của tôi đã sang bờ Tây sông Mê Công vào thị xã Công Pông Tràm. Sau khi ăn trưa, tiếp tục hành quân cơ giới đến ngã ba Tram Cơ Lêu lúc 13 giờ rồi tiếp tục hành quân bộ 11 cây số vào đến Phum Chay cách nơi trung đoàn 733 bị vây hãm chừng một km bên kia cánh đồng ở đây tôi gặp thiếu tá hoàng trung đoàn trưởng đã đến trước chúng tôi không biết từ lúc nào trước kia cách nay một tháng tôi đã từng thấy thủ trưởng của mình nay gặp lại ông thấy ông càng gầy hơn má hóp và khắc khổ hơn có lẽ ông đã lo nghĩ quá nhiều tôi thấy thông cảm và thương vị chỉ huy của mình chúng tôi đang trên tinh thần trở lệnh tác chiến thì nhận được lệnh của sư đoàn phải hành quân trở lại ngã 300 cơ lêu. Như vậy có nghĩa là trung đoàn 733 phải chịu trận thêm một đêm bị vây hãm. 7 giờ 30 sáng, tiểu đoàn 1 được lệnh trở vô Mesa Tray. Khi vào đến nơi, tôi đã thấy 4 chiếc M113, mỗi xe đều trang bị 12 ly 7 và có 2 xe được trang bị cối 62 ở trong thùng xe. Đại đội k hai và K1775 cũng đã có mặt để tổ chức trận địa pháo trước cổng chùa của Phum Mesa Tôi đã thấy thượng tá Trần Đối, sư đoàn trưởng, đang làm việc với các sĩ quan tác chiến và thiếu tá Hoàng cùng bộ tham mưu của mình. Hai chiếc M113 ở lại bên ngoài với sở chỉ huy tiền phương và hai chiếc M113 chạy về phía đội hình của tiểu đoàn 1 để chuẩn bị xuất kích. Tôi đã trộm nghĩ có lẽ sư đoàn áp dụng chiến thuật nhị thức bởi hai thiết giáp ngoài 12 ly 7 còn trang bị cối 62 mà cối thì không thể đi trước bộ binh. Như vậy, bộ binh chúng tôi là nỗ lực chính và thiết giáp chỉ làm nhiệm vụ hỏa yểm. Trận đánh diễn ra vào lúc 10 giờ 40 phút. Các đại đội của tiểu đoàn 1 và 2 đã áp sát trận địa. 10 giờ 45 phút, sau loạt cối 62 đặt trên xe M113 và cối 82 của đại đội K16 trợ chiến bắn cấp tập vào trung tâm đội hình địch. Trên hướng tấn công của mình, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 dùng hỏa lực mạnh DKZ-82, B-40, B-41 và Thượng Liên 12 ly 7 công kích dữ dội vào các điểm đề kháng của bọn lính sư đoàn 603 Pot ở mặt phía Bắc và tiểu đoàn 2 tấn công mặt Tây Phung Ampin. Hướng tiến công của đại đội 3 trung đội 9 chúng tôi đảm trách chỉ còn cách các công sự của bọn lính 603 Pot khoảng 300 m và có hai đợt xung phong bất thành do không thể vượt qua được cánh đồng phía trước mặt dưới làn đại liên bắn như mưa rào từ một công sự được thiết lập ngay cửa ngõ của con đường chính dẫn vào phung. Đã có một số anh em trung đội 7 và trung đội 8 bị thương vì chúng đàn đại liên của địch. Sau hội ý chớp nhoáng, Ban chỉ huy đại đội 3 đã có sự phân công. Thiếu ý Vinh chịu trách nhiệm hai trung đội 7 và 8 làm công tác yểm hộ trung đội 9. Thiếu ý Thọ, đại đội phó, chỉ huy trung đội 9 mũi tấn công chủ lực của đại đội một tổ xung kích gồm có tôi Dũng Huế B41 và Hóa Điên mang AK nhưng có thêm một M72 có nhiệm vụ tiêu diệt ổ đề kháng là khẩu đại liên của địch để tạo cửa mở cho đại đội 3 xung phong đánh chiếm mục tiêu. Yểm hộ cho chúng tôi trong việc tiếp cận mục tiêu, trung đội 7 và 8 có nhiệm vụ nghi binh liên tục nổ súng áp chế và kêu gọi bọn địch đầu hàng nhằm làm lạc hướng chú ý của địch. Trong khi đó, lợi dụng địa hình địa vật với những hàng cây thấp mọc ven rừng, ba đứa tôi khẩn trương vận động để tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách được thu ngắn dần từ 300, còn 150, rồi 45 mét. Từ vị trí này, chúng tôi đã có thể quan sát rõ mục tiêu và có được một góc bắn khá tốt để ngay loạt đạn đầu khoan thủng cho bằng được cái con gà nòi đang nhảy cùng cục gây khó dễ cho đại đội 3 phải trụ bám ngoài cánh đồng mới gặt còn chờ gốc dạ Tất cả đã vào đúng vị trí Tôi phất tay làm hiệu Bằng một thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng Và khả năng tác xạ chính xác Xạ thủ B41 Nguyễn Dũng Tức Dũng Huế là thằng nhát gái nhất trong đám bạn của tôi Từ vị trí ẩn nấp vươn mình đứng dậy Lấy nhanh đường ngắm và khai hòa đưa quả đạn B41 Cắm ngay chóc mục tiêu Sức công phá của quả đạn đã khiến khẩu đại liên ngay lập tức im tiếng, không để cho bọn 603 kịp hiểu ra điều gì, thằng hóa điên cũng bật dậy, bồi thêm một quả M72 vào giữa đám bụi mù của trái đạn B41 vừa nổ. Để cẩn thận, tôi tặng thêm cho bọn địch mấy loạt tiểu liên, rồi từ phía ngoài kia, đồng đội của chúng tôi dậy tiếng hò reo, tiếng thét xung phong vang cả cánh đồng. Tổ xung kích đồng loạt rời vị trí lao về phía khẩu đại liên vừa bị chúng tôi tiêu diệt giữa đám bụi khói chưa kịp tan, tôi thấy một tên lính áo đen đã tử thương bên khẩu đại liên, ngã chỏng gọng, bay hết một chân súng. Hai chân còn lại dính hờ vào thân súng, bị mất hộp tiếp đạn. Đồng thời, tôi phát hiện có ba tên lính áo đen vừa vọt ra khỏi hầm chạy về hai hướng. Chúng vượt qua những loạt đạn bắn đuổi của trung đội 7 và trung đội 9. Hai tên lính đầu tiên đã may mắn thoát được qua phía bên kia đám cây ven phung. Tôi phóng mình dượt theo tên còn lại, đang chạy lòng hoàng phía trước. Sau hai loạt điểm xạ của tôi, cùng lúc với nhiều tiếng nổ tiểu liên của trung đội 7, tôi thấy tên địch loạn trọng rồi ngã chúi về phía trước theo đà chạy của nó. Hướng tấn công của tiểu đoàn 2 từ phía tây phung ampin pin, tuy có vẻ phức tạp về địa hình rừng rậm nhưng khá thuận lợi chỉ sau một đợt nổ súng đã bắt tay được với quân của trung đoàn 733. Riêng tiểu đoàn 1 ngoại trừ hướng phát triển đại đội 3 của tôi khá tốt, thì bên cánh trái đại đội 1 và đại đội 2 bất lợi về địa hình, bởi ruộng trống, ngoài sự ngoan cố chống cự của địch trong phum Ampin, đại đội 1 đã bị địch đánh thọc sườn từ phum Soviet. Trước tình huống bất lợi về địa hình và chiến thuật, lệnh của trung đoàn cho lui toàn bộ bộ đội tiểu đoàn 1 về phía sau 500m để áp chế địch quân bằng hỏa lực pháo đi cùng bộ binh nhận được lệnh của tiểu đoàn thiếu úy thọ cho trung đội 9 rút ra khỏi phum ampin chúng tôi vừa ra khỏi phung thì thằng hòa bỏ chết ra sau cùng vừa chạy vừa hớt hải gọi và chỉ tay vào phung mướp ơi mướp ơi thằng thằng lân đen bị thương còn nằm ở góc dưa nghe thằng hòa nói xong tôi bảo nó ở chỗ nào mày và thằng hóa điên theo tao trở vô mau Bà đưa chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy trở vô phum để tìm thằng lân đen ở ngoài cối tám hai sáu hai và bảy năm không giật bắt đầu bắn cấp tập vào phum để áp chế quân địch trong khi toàn đội hình của tiểu đoàn đang lui về phía sau thì có ba thằng tôi chạy ngược lại trên cánh đồng đã không qua mắt được thượng úy giàng tiểu đoàn trưởng ông nổi giận xuống ngay đại đội ba đòi đưa thiếu úy thọ ra tòa án binh nếu ba thằng tôi ngỏm củ tỏi Chú ý thọ sợ xanh cả mặt không giải thích được và cũng không hiểu tại sao. Làm sao tôi báo cáo kịp với đại phó đây? Và anh đành chịu sự lôi đình của tiểu đoàn trưởng. Tìm được thằng Lân vẫn còn đang nằm tại gốc dừa cách rìa phum hơn 100 mét. vì bị một viên AK bắn trúng ổ bụng, ruột non đã thòi ra ngoài, nó không thể đứng được. Tạm băng cho nó xong, tôi và hóa điên mỗi thằng xốc một bên nách lôi nó ra ngoài. Còn thằng Hòa bọ chết đi sau bắn trận hậu Chúng tôi vừa ra đến bìa phun thì pháo cũng dứt Và lần tấn công thứ hai này Chiếc M113 dự bị được tung luôn vào trận Tất cả bốn chiếc thiết giáp Tiểu đoàn 1 nằm giữa hai bên cánh Mỗi bên là hai thiết giáp M113 Vẫn là chiến thuật nhị thức nhưng lần này thiết giáp là nỗ lực chính chạy lên trước với 4 khẩu 12 ly 7 hoạt động liên tục với sự phối hợp của cối 82 và 75 không giật của trung đoàn bắn giải làm tiền đề cho bộ binh tiểu đoàn 1. Chúng tôi chia thành hai cánh quân tấn công. Đại đội 1 và 2 tiến vào phun Soviet, đại đội 3 tiến trở lại vào phun Ampin. Mà bên cánh phải chúng tôi phía trong rừng đã có tiểu đoàn 2 với sự hỗ trợ của thiết giáp và pháo binh một cách đắc lực, tiểu đoàn 1 của chúng tôi nhanh chóng đánh bật quân của sư đoàn 603 Pol Pot ra khỏi trận địa và nhiệm vụ giải vây cho trung đoàn 733 được hoàn thành. Sau khi làm chủ trận địa, trong lúc giải lao trở lệnh hành quân, Thượng úy Giảng đã xuống gặp đại đội trưởng yêu cầu ba đứa chúng tôi trình diện. Sau khi chúng tôi xếp hàng ngang chào thủ trưởng tiểu đoàn, ông nghiêm mặt hỏi làm tôi hết hồn trong ba người ai là chỉ huy thưa thủ trưởng là tôi Xanh tị binh nhất tiểu đội trưởng tiểu đội chín tôi báo cáo thế còn hai em này ông dịu giọng dạ thưa là nguyễn văn hòa và nguyễn văn hóa đều là binh nhì chiến sĩ tôi báo cáo thay được được mấy chú khá lắm trong nguy khó cũng không quên đồng đội nhưng phải hết sức cẩn thận đấy nhé tên đạn không ngó mắt đâu Tôi sẽ bảo văn thư làm đề nghị trung đoàn thăng quân hàm cho mấy em, mỗi người lên một cấp. Thôi, về đi. Sau sự việc này, tôi có gặp Thiếu Ý Thọ xin lỗi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn làm tiểu đoàn trưởng trách oan cho anh. Nhưng Thiếu Ý Thọ vẫn có vẻ không vui. Ngày 29 Tết, sau trận đánh giải vây cho trung đoàn 733 thành công, thì toàn bộ trung đoàn 732 được lệnh rút ra ngã bang trăm Kha đoàn xe vận tải của quân khu 7 đã chờ sẵn để đưa trung đoàn 732 trở về đông sông Mê Công. Khi chúng tôi vừa ra đến trung tâm thị trấn thì được tin bọn sư đoàn 603 Pol Pot vừa bị chúng tôi đập cho một trận tan tác đã tập hợp được lực lượng trở lại tập kích vào đội hình của trung đoàn 733 tại Phum Ampin. Tiểu đoàn 2 của trung đoàn 732 được lệnh quay trở vào để hỗ trợ cho trung đoàn 733 còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 cùng khối đại đội trợ chiến của trung đoàn tiếp tục lên xe hành quân theo kế hoạch đã định. Vào đến ngã ba Cret, chưa kịp nghỉ ngơi thì đại đội 3 có lệnh tập hợp để phổ biến nhiệm vụ. Theo lệnh của tham mưu trung đoàn thì đại đội 3 tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ cắt một số binh sĩ thuyên chuyển bổ sung cho đại đội K-18 hỏa lực 12 ly 7 của trung đoàn. Danh sách điều chuyển gồm binh nhì Nguyễn Văn Tấn, Trần Văn Banh của Trung đội 7, Binh Nhì Châu Hùng Phi, Ngô Minh Châu, Lưu Bá Hòa và tôi của Trung đội 9. Trung sĩ Hưng, quyền chỉ huy Trung đội, đã gặp thiếu úy Vinh Đại đội trưởng đề nghị can thiệp cho tôi được ở lại, nhưng không thể do danh sách chuyển đi, thiếu úy Thọ Lập đã được chuyển lên tham mưu Trung đoàn. Chuyện đã vậy, tôi đành phải chấp hành lệnh của chỉ huy để bàn giao cái tiểu đội thân yêu mà tôi đã xem như gia đình thứ hai của mình mái ấm mà tôi đã gắn bó với nó kể từ ngày đầu cuộc chiến trên cái xứ sở chết tiệt này tôi giao lại cho dũng huế thằng bạn thân của tôi buồn vì phải xa những thằng bạn khi còn ở quê nhà rồi qua đây đứa còn đứa mất những thằng bạn còn gọi là đồng đội chúng tôi đã cùng nhau đói lạnh và những giờ phút vào sống ra chết chỉ có điều an ủi là cái tiểu đội con con này lại giao cho thằng bạn thân từ ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường thằng dũng huế điều này có nghĩa là nó đã đạt được sự tiến bộ và trưởng thành trong môi trường gian khổ có được niềm tin của chỉ huy và là chỗ dựa cho anh em trong cuộc sống và chiến đấu kể từ hôm nay vào buổi tối bên chén trà tiễn tôi ngày mai qua đơn vị mới có dũng huế hùng bông hùng con và minh muối mè tôi nói giá như mà để thằng dũng làm tiểu đội trưởng mà tao được ở lại với tụi bây dù làm lính hoài tao cũng chịu tao không hiểu được mấy ông đại đội tại sao lại để cho mày đi chứ thằng hùng bông nói có gì mà không hiểu bộ là con nít sao chuyện đời nhọn mỏ là vậy Minh muối mẻ nói Thôi đi Mấy ông thần của tôi nói chuyện đó làm gì Mai này Tụi bay dáng bảo bọc nhau Giữa làn tên mũi đạn Để mà có ngày còn về Anh em dáng hỗ trợ để thằng Dũng hoàn thành nhiệm vụ Tôi nói Nhận nhiệm vụ tao cũng giàu lắm Không biết có lo được cho anh em Như thằng Tị không Nhưng có điều Tụi mình phải mừng cho nó Được về đơn vị hòa lực ít ra cũng đỡ vất vả và hiểm nguy như ở bộ binh dũng huế bảo vậy nói rồi nó lôi trong ba lô ra năm gói thuốc lá nông nghiệp đưa cho tôi làm tôi bất ngờ và tròn mắt nhìn nó vì từ nào tới giờ nó có hút thuốc đâu mà sao nhiều thuốc vậy mà nếu biết nó có thuốc tôi đã tịch thu nó nhìn tôi và cười hiền hòa rồi bảo đây là quà của cả tiểu đội dành cho tôi hãy cầm lấy để cho anh em vui cầm những bao thuốc lá trên tay trong lòng tôi biết bao cảm xúc tôi đưa mắt nhìn năm thằng còn lại dũng huế minh muối mè hùng bông hùng con và hùng mo nói cảm ơn tình cảm anh em đã dành cho tị này hãy ghi nhớ một điều khi đã là lính với nhau biết khoác trinh y chấp nhận đến mọi chiến trường thì tuy không gian có là muôn lối nhưng thế nào chúng mình chỉ là một thôi Sáng 30 Tết, sau khi cơm nước xong, tôi trả lại súng đạn cho đơn vị và từ biệt mọi người, rồi sáu thằng tôi vác ba lô theo con lộ đất đỏ hướng về phía biên giới Việt Miên độ 1 km, rẽ trái theo đường xe bò vào hơn 500 m là đến ban chỉ huy đại đội K-18 đóng trong rừng le đến nơi chúng tôi gặp binh nhì thọ liên lạc đại đội thì biết thiếu úy hồng đại đội trưởng đã đi họp trên trung đoàn ở nhà chỉ còn chuẩn ý quang chính trị viên phó thọ bảo chúng tôi chờ để thọ vào báo cáo xếp một lúc sau nó quay ra và bảo sáu đứa tôi ra bụi le ngồi chờ vì anh quang đang bận nghe đài là những thằng lính và chỉ là lính thôi vậy mà ở bộ binh khi có miếng thịt trâu, Thượng úy Khiêm chính trị viên tiểu đoàn cũng để dành cho chúng tôi, lúc đánh nhau thì có tiểu đoàn trưởng luôn sát cánh cùng anh em. Còn bây giờ ở đây, những thằng lính quen chúng tôi phải ra bụi tre ngồi chờ ông chuẩn úy nghe đài xong mới tiếp. Kéo nhau ra bụi le ngồi chờ, tôi lôi thuốc lá ra hút để đốt cháy cái khoảng thời gian chờ đợi vô bổ, trong khi cả bọn cứ lảo nhào trong bực bội. Sau gần một giờ chờ đợi Thằng Phi lên tiếng Không thể chấp nhận được kiểu đối xử như thế này Tụi mình là lính tác chiến Bị điều về hỏa lực Chứ có xin sỏ để được về đây đâu Bây giờ tớ tự ký phép Về Sài Gòn ăn Tết xong Rồi lên đơn vị tính sau Tụi bay thấy thế nào Cả bọn nhao nhao ủng hộ ý kiến thằng Phi Chỉ trừ tôi và hòa bỏ chết Tôi nói Anh em bớt nóng chút đi Làm gì cũng cần suy nghĩ cho kỹ Tị này ông cũng biết rồi đó, sống chết tụi này đâu có sợ, nhưng cách cách coi lính như cỏ rác thì có bị kỷ luật tôi cũng không sợ." Thằng banh nói. "Còn ý của mày thì sao hả Hoa?" Tôi hỏi Hòa bọ chết. "Thằng Tị nó nói đúng, còn lại thì tùy anh em, tao không có ý kiến." Thằng Hòa trả lời. Cuối cùng thì bốn đứa gồm thằng banh thằng Tấn, Châu Đen và thằng Phi Vác Ba lô tự ký phép đi ngang qua ban chỉ huy đại đội để ra lộ hướng về biên giới Việt Nam chưa đến 4 km. Tôi và thằng Hòa tiếp tục ở lại ngồi chờ. Gần một giờ sau thì thọ liên lạc ra gọi chúng tôi vào. Trước mặt tôi là chuẩn úy quang, người cao to trắng trẻo. Anh ta hất hàm, các anh được điều về K-18 mấy người. Dạ thưa thủ trưởng, tất cả 6 người, tôi trả lời. Anh và anh kia tên gì, còn bốn người nữa đâu? Dạ tôi binh nhất Nguyễn Sanh tỵ Và đây là binh nhì Hòa Bốn người còn lại đi ra ngoài lộ tôi không rõ thưa anh Tôi trả lời Vậy thì hai anh ra kia chờ lúc nào đủ người tôi sẽ phân về khẩu đội Chuẩn úy quang chỉ tay ra hướng bụi le lúc nãy Tiếp tục chờ thêm độ một tiếng đồng hồ Thì tôi bảo với Hòa bọ chết Tìm thằng Thọ liên lạc để nói cho nó biết để nó tự báo cho đại đội 4 là bốn thằng lãng tử kia đã tự ký phép về Sài Gòn rồi, đừng chờ đợi nữa. Gần 4 giờ chiều thì hai khẩu đội trưởng 3 và 4 được triệu tập lên đại đội để nhận quân bổ sung là hai thằng tôi, thằng Hòa về khẩu đội 4 của trung sĩ Nguyễn Văn Tám, tôi về khẩu đội 3 của trung sĩ Nguyễn Văn Am. Nhiệm vụ cụ thể của tôi và thằng Hòa là làm anh nuôi cho khẩu đội vừa nghe chuẩn ý quang phân công nhiệm vụ tôi muốn sụm bà trẻ vì không thể tin được là tôi được giao nhiệm vụ nấu ăn tôi xin có ý kiến và nói xin thủ trưởng xét lại giúp tôi vì tôi quen tác chiến nên việc nấu ăn rất tệ nuôi quân cũng là nhiệm vụ chiến đấu quân đội phân công anh nên chấp hành cho tốt nếu còn ý kiến nữa tôi sẽ nhận xét anh đó Nghe chuẩn ủy quang phán câu xanh dờn Toàn đau to búa lớn Trung sĩ An nháy mắt với tôi Rồi nắm tay lôi tôi ra ngoài Trên đường về khẩu đội anh An nói Tôi có nghe nói bên tiểu đoàn 1 Ông đánh đấm cũng được lắm Và lại chịu chơi nữa Cứ an tâm đi Về với bọn tớ vui lắm Còn việc nấu nướng thì cả bọn cùng làm Suy nghĩ chi cho mệt Cái lão quang chính trị viên ấy à Bọn tớ vứt luôn Thái độ chân tình hòa nhã của người khẩu đội trưởng đã làm tôi phần nào yên tâm, hòa nhập với gia đình 12 ly 7 mới đang đóng quân trong rừng le. Buổi tối, toàn đại đội tập hợp đón giao thừa trên bãi đất trống. Sau khi nghe Chủ tịch nước chúc Tết đầu năm qua radio bán dẫn, Thiếu úy Hồng, đại đội trưởng, đọc quyết định thăng quân hàm lên binh nhất cho tất cả các binh nhì trong đơn vị, trong đó có thằng Hòa Bọ Chét riêng tôi được thăng hạ sĩ. Tiết mục tiếp theo là lính hát lính nghe cây nhà lá vườn. Tết đó chúng tôi cũng có mất bí, mất gừng, trà sen và hạt dưa. Chỉ không có bánh tét và thịt kho trứng và cũng không có tiếng pháo khai xuân đỉ đẹp. Không biết mấy đứa ở tiểu đoàn 1 giờ này đón Tết ra sao. Lần đầu tiên trong đời người lính tôi đón Tết xa nhà, dù là tôi hay bất kỳ anh lính trẻ nào đang hiện diện ở tiền đồn hẻo lánh hay bất kỳ nơi đâu trên chiến trường ngoại biên này đều có cảm giác nhớ nhà, nhớ đến điên dại, nhớ lắm, nhớ mọi thứ ấm êm, nhớ con phố quen rồi nhớ từng ánh mắt nụ cười người thân, người yêu và bè bạn. Lính phong Trần, chúng tôi có vui gì ngoài nỗi nhớ nhung khi đón Tết xa nhà. Ở đây giờ này tôi chỉ có bóng tối nhạt nhòa của rừng le thâm thẫm còn đồng đội tôi đứa ở khe núi kẻ ở ven rừng thì cũng làm gì có tết khi tóc còn nhuốm bụi đường thì dương gian này mọi điều không còn nghĩa lý gì nếu không có những người trai thời chiến tôi còn ngồi đây vai ướt đẫm sương đêm giữa cơn gió lạnh phút giao mùa chuyện yêu đương đôi lứa Chuyện hẹn ước mai sau thì để lại tính sau. Còn giờ đây, biên cương hồ hải đang cần chúng tôi, có chúng tôi thì Xuân ơi, khoan thôi hãy đến. Kể ra mà nói, làm anh nuôi nấu cơm cho chục người ăn cũng khá thông thả, tối không phải gác được ngủ thẳng cẳng, chỉ có 4 giờ sáng là phải thức dậy để nấu nồi cơm thức ăn thì thịt hộp mì tôm hay cá khô gì gì nướng hoặc kho với nước lạnh cho tí bột ngọt thế là xong hôm nào hết thực phẩm thì một chút cơm rang lên cho khét một tí rồi đổ nước vào nấu sôi lên cho bột ngọt vào là có ngay một loại nước chăn cơm để ăn bộ đội rất dễ ăn sao cũng được không có ai than phiền gì hôm nào nồi cơm cũng sạch sành xanh không có anh nào đau yếu gì ráo trọi ra chiến trường rồi bây giờ mấy anh chàng công tử bột mì của sài gòn ngoan lắm đã tỏ ra là những chiến sĩ chấp nhận gian lao và anh dũng khiến quân thủ phải nể mặt không bì với ngày ở quân trường có những anh lính trẻ ma le ngại ra thao trường huấn luyện nắng nôi nên báo cáo với y tá đại đội để được ở nhà khỏi ra bãi tập anh thì báo bị đau bụng anh thì báo cảm thân thể đau nhừ mà cái ông y tá của đại đội thì đã quá dành chiêu thức khai bệnh của mấy anh chàng tân binh qua các khóa huấn luyện năm 7677 nên cũng lấy ống nghe tim ra khám hết ngược rồi bụng cho các cụ. Xong rồi bắt đầu qua màn chữa trị. Anh nào đau bụng thì được sức thuốc đỏ vô ngay lỗ rún. Anh nào cảm đau nhất thì được tiêm cho một ống nước cất quảng cáo là loại thuốc đặc trị của Liên Xô và mỗi anh được phát cho hai viên xuyên tâm liên trị bá bệnh phải uống ngay lập tức trước mặt y tá sau đó tất cả được về nghỉ ngơi với điều kiện người bệnh không được ăn cơm mà phải ăn cháo loãng ba ngày để giữ gìn sức khỏe bộ đội đã quen ngày ba bữa rồi ngày thứ nhất thì còn chịu được sang đến ngày thứ hai tất cả đều lên trình diện y tá đại đội để xin được ra thao trường vì đã hết bệnh và riêng tôi giờ đây cuộc đời nhàn hạ mỗi ngày ba bữa chiến đấu với khói lửa triền miên. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.